Cô xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung mới trong chương trình của công nghệ 6. Đó chính là chương 2, bảo quản và chế biến thực phẩm. Để hiểu rõ hơn trong chương 2 chúng ta cần học những gì thì các em hãy cho cô biết. Vì sao hàng ngày chúng ta phải sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau? Câu hỏi thứ 2, các chất dinh dưỡng đó là gì? Câu hỏi thứ 3, cơ thể chúng ta cần chúng như thế nào? Để giải thích được ba câu hỏi trên thì các em và cô cùng đi tìm hiểu bài số 4, thực phẩm và dinh dưỡng. Trước khi đi vô bài học ngày hôm nay thì các em hãy trả lời cho cô câu hỏi đầu tiên. Vì sao hàng ngày chúng ta phải sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau? Các em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập. Hàng ngày chúng ta phải sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau. Đầu tiên, những loại thực phẩm đó là các em phải chọn đủ thức ăn của 4 nhóm thực phẩm. Mục đích của việc chúng ta chọn thức ăn của 4 nhóm thực phẩm đó là giúp cho chúng ta đỡ nhàm chán trong bữa ăn và sẽ hợp khẩu vị từng người, từng thành viên trong gia đình. Ngoài ra còn phù hợp với thời tiết mà vẫn đảm bảo được cân bằng chất dinh dưỡng theo yêu cầu của bữa ăn. Ngoài ra nó còn giúp cho người tổ chức bữa ăn có thể lựa chọn đầy đủ các thực phẩm cần thiết và thay đổi món ăn. Vậy theo như các em thì 4 nhóm thực phẩm trên có tên là gì? Như các em có thể thấy, 4 nhóm thực phẩm nói trên sẽ gồm nhóm thực phẩm giàu chất đạm. Nhóm thứ 2 sẽ là nhóm thực phẩm giàu chất béo. Nhóm thứ 3 sẽ là nhóm thực phẩm giàu chất đường bột. Nhóm thứ 4 sẽ là nhóm thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Để hiểu rõ hơn về vai trò của 4 nhóm thực phẩm nói trên, cũng như giá trị dinh dưỡng của chúng thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Đó chính là giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm. Đầu tiên, các em hãy quan sát 4 hình trên và kể tên các loại thực phẩm trong các hình mà em nhìn thấy. Các em hãy ghi đáp án của mình vào trong tập. Đối với hình ảnh số 1, các em có thể thấy được các loại thực phẩm như các loại đậu, gồm đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, v.v. Các loại thịt như thịt cá, thịt gà, thịt heo, thịt bò, v.v. Ngoài ra còn có trứng gà hoặc trứng vịt. Chúng ta còn có các loại sữa như sữa bò, sữa dê. Vậy thì theo em, các loại thực phẩm em vừa nêu trên thì sẽ thuộc nhóm thực phẩm nào trong 4 nhóm thực phẩm cô vừa nêu trên? Như chúng ta đã thấy thì hình số 1 sẽ thuộc nhóm thực phẩm giàu chất đạm. Trong nhóm thực phẩm giàu chất đạm, người ta sẽ chia ra làm hai loại đạm. Đạm thứ nhất sẽ là đạm được cung cấp từ động vật, như cung cấp từ các loại thịt như thịt heo, thịt gà, thịt bò, thịt cá, thịt nai, thịt dê, v.v. Nguồn cung cấp thứ hai đó là đạm thực vật, sẽ gồm các loại đậu như đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, v.v. hoặc các loại sữa, sữa dê, sữa bò, hoặc các loại trứng như trứng gà, trứng vịt, trứng cút. Tiếp đến chúng ta sẽ qua hình số 2.
Trong hình số 2 sẽ gồm các loại thực phẩm như khoai tây, khoai lang, gạo, bắp, các loại mì như mì gói, mì trứng, vân vân. Để theo em thì các thực phẩm vừa kể trên thuộc nhóm thực phẩm nào trong 4 nhóm thực phẩm cô vừa nêu trên? Đó chính là nhóm thực phẩm giàu chất đường bột. Đối với nhóm thực phẩm giàu chất đường bột thì người ta sẽ chia ra làm hai nguồn cung cấp như sau. Nguồn cung cấp đầu tiên đó chính là tinh bột là thành phần chính. Tinh bột là thành phần chính sẽ gồm các loại củ như khoai tây, khoai lang, khoai mì, khoai mỡ, vân vân. Hoặc từ các loại gạo, bắp, mì, hủ tiếu, bún, vân vân. Nguồn cung cấp thứ hai sẽ là đường là thành phần chính. Ví dụ như kẹo, đường, nước mía, kem, vân vân. Tiếp đến chúng ta sẽ đi qua hình ảnh số 3. Trong hình ảnh số 3 sẽ gồm các loại như sau. Đầu tiên đó chính là dầu ăn. Thứ hai, vừng. Thứ ba, bơ. Thứ tư, mỡ. Thứ năm, đậu phộng. Thứ sáu, dừa. Vậy theo em thì hình ảnh số 3 sẽ thuộc nhóm thực phẩm nào trong 4 nhóm thực phẩm cô vừa nêu trên? Hình ảnh số 3 chính là nhóm thực phẩm giàu chất béo. Trong nhóm thực phẩm giàu chất béo thì người ta cũng sẽ chia ra làm hai nguồn cung cấp chủ yếu. Thứ nhất đó là nguồn cung cấp từ động vật. Như các em có thể thấy trong hình đó chính là mỡ, mỡ heo, mỡ bò, mỡ gà, mỡ vịt, mỡ cá, vân vân. Hoặc các loại dầu ăn làm từ cá hồi, hoặc làm từ cá, vân vân. Nguồn cung cấp thứ hai đối với chất béo đó chính là nguồn cung cấp từ thực vật. Chúng ta có thể lấy từ vừng, vừng có tên gọi khác là mè. Ngoài ra chúng ta còn có thể lấy từ thực phẩm đậu phộng, bơ, hoặc từ dừa, hoặc từ dầu ăn làm từ ô liu, từ đậu nành, từ quả gứt, vân vân. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi vào hình ảnh số 4. Trong hình ảnh số 4 thì các em sẽ thấy được các loại thực phẩm như tôm, cua, cá hồi, cà chua, cà rốt, cà tím, ớt chuông, tỏi, rau cải. Vậy thì theo em, các loại thực phẩm trong hình số 4 sẽ thuộc nhóm thực phẩm nào trong 4 nhóm thực phẩm cô vừa nêu trên? Hình ảnh số 4 chính là nhóm giàu chất khoáng và vitamin. Trong nhóm giàu chất khoáng và vitamin thì người ta sẽ chia ra làm các nguồn cung cấp. Đầu tiên là sẽ cung cấp từ canxi và phốt pho. Thứ hai sẽ là nguồn cung cấp từ iốt. Thứ ba sẽ là nguồn cung cấp từ sắt. Em hãy quan sát hình 4.1 sách giáo khoa trang số 25 và cho cô biết vai trò của mỗi nhóm thức ăn là gì. Đầu tiên các em có thể thấy được nhóm thực phẩm thứ nhất đó chính là nhóm thực phẩm giàu chất đạm. Trong nhóm thực phẩm giàu chất đạm sẽ có hai vai trò cơ bản cũng như là điển hình mà các em có thể bắt gặp. Vai trò thứ nhất là sẽ giúp cơ thể phát triển tốt.
Như chúng ta đã biết, con người từ lúc mới sinh ra cho đến khi lớn lên sẽ có sự thay đổi rõ rệt về mặt thể chất, như thay đổi về cân nặng, thay đổi về chiều cao. Ngoài ra còn giúp chúng ta phát triển về trí tuệ. Còn về vai trò thứ hai thì các em có thể quan sát hình và thấy được một bàn tay bị thương sau một thời gian thì sẽ được lành lại, các da sẽ được liền lại với nhau thông qua chức năng điển hình của chất đạm. Đó chính là giúp tái tạo các tế bào đã chết. Việc tái tạo tế bào đã chết ngoài việc thể hiện ở việc khi chúng ta bị đứt tay hay khi chúng ta bị thương thì sau một thời gian sẽ được lành lại, thì nó còn được thể hiện thông qua việc khi mà tóc chúng ta rụng đi thì sau một thời gian các em sẽ thấy tóc khác mọc lên. Hoặc các em có thể thấy răng sữa ở trẻ em khi mà bị rụng đi sẽ thay thế bằng một răng khác, đó chính là răng vĩnh viễn. Hoặc khi các móng tay, móng chân của chúng ta cắt ngắn, sau một thời gian sẽ bắt đầu dài lại. Tương tự đó, chúng ta sẽ đi qua nhóm vai trò thứ hai, đó là nhóm giàu chất đường bột. Thì vai trò trong nhóm chất đường bột như các em có thể thấy trong hình, đó chính là cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể, như là việc chúng ta vui chơi nè, chúng ta học tập hoặc chúng ta làm việc. Ngoài ra trong chất đường bột thì còn một vai trò nữa, đó là giúp chúng ta chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu vai trò của nhóm thực phẩm thứ ba, đó chính là nhóm thực phẩm giàu chất béo. Trong nhóm thực phẩm giàu chất béo sẽ có hai vai trò chủ yếu. Vai trò đầu tiên sẽ là cung cấp năng lượng cho cơ thể để tích trữ dưới da ở một dạng lớp mỡ và giúp chúng ta bảo vệ cơ thể trong những lúc thay đổi thời tiết. Vai trò thứ hai của nhóm giàu chất béo đó chính là giúp chúng ta chuyển hóa một số vitamin cần thiết cho cơ thể. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vai trò của nhóm giàu chất khoáng và vitamin. Trong vai trò của nhóm giàu chất khoáng và vitamin thì đầu tiên sẽ giúp cho hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ cơ xương khớp hoạt động một cách bình thường. Ngoài ra còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp cho cơ thể chúng ta phát triển tốt và luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Sau khi đã học xong về bốn vai trò của các nhóm thực phẩm thì các em có thể thấy được trong phần giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm, người ta sẽ căn cứ vào giá trị dinh dưỡng của mỗi loại thực phẩm và người ta sẽ chia ra thực phẩm làm 4 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm giàu chất đạm, nhóm thứ hai là nhóm thực phẩm giàu chất đường bột, nhóm thứ ba sẽ là nhóm thực phẩm giàu chất béo, nhóm thứ tư sẽ là nhóm thực phẩm giàu chất khoáng và vitamin. Ngoài ra thì chúng ta cần sử dụng đầy đủ nhóm thực phẩm thuộc 4 nhóm chính để cho cơ thể chúng ta phát triển một cách tốt nhất và khỏe mạnh. Tương tự đó thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn, đó chính là nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Các em hãy quan sát hình 4.2 và cho cô biết. Theo em, thể trạng của mỗi bạn trong hình 4.2 thể hiện tình trạng dinh dưỡng của cơ thể như thế nào? Các em có thể thấy trong hình A, một cơ thể ốm yếu, gầy gò. Đây là thể trạng suy dinh dưỡng. Còn hình B,
nói lên cho chúng ta biết đây là thể trạng béo phì. Còn hình C nói cho chúng ta biết đây là một thể trạng cân đối mà nhiều người mong ước tới. Thì thông qua hình thì các em cũng có thể nhìn nhận được việc mà chúng ta thiếu hoặc thừa các chất dinh dưỡng đều gây ra tác hại đối với cơ thể của chúng ta. Vậy thì theo em những tác hại đó là gì? Khi chúng ta cung cấp quá nhiều chất dinh dưỡng dẫn tới tình trạng thừa chất dinh dưỡng, sẽ có một điểm chung đó chính là điều dẫn đến tình trạng cơ thể bị béo phì, béo phệ. Khi chúng ta mắc những bệnh béo phì, béo phệ thì sẽ rất dễ bị mắc một số bệnh như bệnh huyết áp, bệnh tim mạch, vân vân. Vậy khi chúng ta cung cấp thiếu chất dinh dưỡng thì cơ thể chúng ta sẽ ảnh hưởng như thế nào? Đối với việc chúng ta thiếu chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm, thì các em sẽ rất dễ bị bệnh suy dinh dưỡng. Khi mà chúng ta bị bệnh suy dinh dưỡng thì sẽ làm cho cơ thể của chúng ta chậm phát triển, hoặc nghiêm trọng hơn sẽ là ngừng phát triển cơ thể. Và các cơ bắp cũng sẽ trở nên yếu ớt hơn, tay chân sẽ khẳng khiu, bụng phình to và tóc mọc cũng lưa thưa. Ngoài ra, những bạn thiếu chất đạm trầm trọng sẽ dẫn đến dễ mắc một số bệnh nhiễm khuẩn và trí tuệ sẽ kém phát triển. Tương tự đó, khi chúng ta cung cấp thiếu chất đường bột, thì cơ thể chúng ta sẽ rất dễ bị đói, rất dễ bị mệt. Và cơ thể chúng ta lúc nào cũng sẽ trong tình trạng ốm yếu và xanh xao. Còn đối với việc mà chúng ta cung cấp thiếu chất béo, thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta thiếu năng lượng và thiếu vitamin. Vì vai trò của chất béo sẽ giúp chúng ta chuyển hóa một số vitamin đi nuôi cơ thể, đi nuôi các tế bào trong cơ thể của chúng ta. Ngoài ra thì khi mà các em thiếu chất béo thì cũng dẫn đến tình trạng cơ thể ốm yếu và mệt mỏi. Do đó chúng ta phải cung cấp đảm bảo cân bằng các chất dinh dưỡng, không để thừa cũng không để thiếu các chất dinh dưỡng. Khi chúng ta cung cấp thiếu nhóm chất khoáng thì đặc biệt là chúng ta thiếu iốt sẽ rất dễ bị bệnh bú cổ. Hoặc chúng ta cung cấp thiếu canxi thì chúng ta rất dễ mắc một số bệnh về xương khớp. Để có được một cơ thể phát triển tốt thì đầu tiên các em nên hạn chế các đồ chiên, xào nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, các em nên hạn chế những loại bánh, kẹo nhiều màu sắc rực rỡ. Các em nên hạn chế ăn những đồ ngọt như nước uống có ga hoặc kem, v.v. Chúng ta nên tăng cường ăn nhiều loại rau xanh, hoa quả để cung cấp các nguồn dưỡng chất, vitamin và chất khoáng cho cơ thể. Ngoài việc chúng ta hạn chế các loại đồ ăn ra, thì để có được một cơ thể phát triển tốt thì các em nên thường xuyên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Và các em nên tập cho mình một chế độ sinh hoạt hợp lý. Ngoài ra, trong các bữa ăn của chúng ta cần cung cấp đầy đủ 4 nhóm thực phẩm cô vừa nêu trên, như nhóm thực phẩm giàu chất đạm, nhóm thực phẩm giàu chất đường bột, nhóm thực phẩm giàu chất béo và nhóm thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Các em nên ăn uống một cách khoa học để có được một thân hình cân đối, khỏe mạnh, thông minh. Khi mà chúng ta có một chế độ ăn uống khoa học hợp lý, cung cấp đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng và một chế độ tập thể dục thích hợp, thì cơ thể của chúng ta sẽ phát triển đầy đủ về mọi mặt như thể chất và trí tuệ. Thì chúng ta sẽ có được một thân hình cân đối, trí tuệ của chúng ta sẽ phát triển giúp chúng ta thông minh hơn và cơ thể của chúng ta sẽ
khỏe mạnh hơn. Thông qua đó thì các em có thể thấy được nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Các nhóm thực phẩm sẽ được cung cấp năng lượng cho cơ thể để hoạt động, giúp cơ thể phát triển và tăng cường sức đề kháng, chống lại các loại bệnh tật. Khi mà chúng ta thiếu chất dinh dưỡng thì chúng ta sẽ thiếu đi nguồn năng lượng, chúng ta sẽ dễ bị suy dinh dưỡng. Ngoài ra, chúng ta còn có sức đề kháng yếu, trí tuệ của chúng ta sẽ kém phát triển. Hoặc khi chúng ta bị thừa các chất dinh dưỡng đó thì cơ thể chúng ta sẽ bị béo phì, dễ mắc một số bệnh như thận hư, béo phì, huyết áp, tim mạch, v.v. Thông qua đó thì cô và các em cùng đến phần luyện tập để ôm lại các kiến thức vừa học. Đầu tiên, các em hãy cho cô biết, nếu chúng ta chỉ sử dụng thường xuyên một loại thực phẩm thì sẽ xảy ra điều gì đối với cơ thể? Khi mà chúng ta chỉ sử dụng thường xuyên một loại thực phẩm thì đầu tiên sẽ không đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, do mỗi loại thực phẩm chỉ cung cấp một số chất dinh dưỡng cơ bản. Thì từ đó thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn. Khi chúng ta có hiện tượng chán ăn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể, như dẫn đến tinh thần của chúng ta mệt mỏi, cơ thể sẽ suy nhược đi. Các em hãy phân loại những thực phẩm dưới đây theo các nhóm thực phẩm chính trong bốn nhóm thực phẩm cô vừa dạy trên. Đầu tiên chúng ta có thực phẩm thứ nhất, đó chính là thịt lợn hay có tên gọi khác là thịt heo, cà rốt, cua, đậu cô ve hay có tên gọi khác là đậu que, bí đao, rau muống, khoai lang, bánh mì, bông cải, cải thia, sườn lợn, bắp cải thảo, dứa, mỡ lợn, tôm khô, cá viên, su su, thịt gà, dầu ăn, gạo, cá ba sa. Nhóm thực phẩm đầu tiên mà các em có thể thấy đó chính là nhóm thực phẩm giàu chất đạm. Trong nhóm thực phẩm giàu chất đạm sẽ gồm thịt heo, cua, xương heo, tôm, thịt gà, cá viên, cá ba sa. Hay nói cách khác, các loại thịt được cung cấp từ thịt gia súc, gia cầm, thịt từ các loại thủy hải sản. Đến với nhóm thực phẩm thứ hai, đó chính là nhóm thực phẩm giàu chất đường bột. Trong nhóm thực phẩm giàu chất đường bột sẽ gồm khoai lang, bánh mì, gạo. Còn đối với nhóm thực phẩm giàu chất béo sẽ gồm mỡ lợn, dầu ăn. Ngoài ra, trong những loại thực phẩm như thịt heo, thịt gà, cá ba sa và sườn heo cũng sẽ có một ít chất béo trong đó. Nhóm thực phẩm cuối cùng đó chính là nhóm thực phẩm giàu chất khoáng và vitamin, sẽ gồm cà rốt, đậu cô ve, bí đao, rau muống, khoai lang, bông cải, cải thia, bắp cải thảo, dứa, su su. Hay nói cách khác, nó sẽ thuộc nhóm nhà họ rau củ. Sau đây sẽ là nội dung ghi bài dành cho các em. Các em có thể mở tập ra và ghi bài. Bài học ngày hôm nay sẽ là bài 4, thực phẩm và dinh dưỡng.
Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm. Căn cứ vào giá trị dinh dưỡng của mỗi loại thực phẩm mà người ta chia thực phẩm làm 4 nhóm chính. Nhóm thực phẩm đầu tiên đó chính là nhóm thực phẩm giàu chất đạm. Nhóm thực phẩm thứ hai giàu chất đường bột. Nhóm thực phẩm thứ ba giàu chất béo. Nhóm thực phẩm thứ tư giàu chất khoáng và vitamin. Ngoài ra, chúng ta còn cần sử dụng đầy đủ thực phẩm thuộc 4 nhóm chính để cơ thể chúng ta có thể phát triển tốt và khỏe mạnh. Nội dung thứ hai mà chúng ta đi tìm hiểu đó chính là nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Các nhóm thực phẩm sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động, giúp cơ thể phát triển và tăng cường sức đề kháng chống lại các bệnh tật. Khi mà chúng ta cung cấp quá nhiều chất dinh dưỡng dẫn đến tình trạng thừa chất dinh dưỡng thì cơ thể chúng ta sẽ bị béo phì. Khi chúng ta béo phì thì dễ mắc một số bệnh như thận hư, béo phì, huyết áp, tim mạch, vân vân. Còn khi chúng ta cung cấp quá ít chất dinh dưỡng dẫn đến tình trạng thiếu chất dinh dưỡng thì cơ thể chúng ta sẽ thiếu năng lượng, dễ bị suy nhược dinh dưỡng, đề kháng yếu, trí tuệ kém phát triển. Sau đây sẽ là một câu hỏi mở dành cho các em. Về nhà thì các em hãy ghi vào tập đáp án về câu hỏi này. Gia đình em thường dùng những món ăn nào và mỗi món ăn cung cấp nhóm thực phẩm nào là chủ yếu? Ngoài bài tập về nhà trên thì các em về nhà học bài 4 phần 1 nhỏ và phần 2 nhỏ đã học ở trên và xem trước cho cô phần 3 chế độ ăn uống khoa học nằm trong sách giáo khoa trang số 27.